Hello anh em, tài xế bãi Liên Tấn Quảng Nam mến chào anh em nha. Hôm nay mình lên clip cho anh em, báo cáo cho anh em là hàng đã về. Đây thì bánh lòng lớn nhỏ, bánh bám, hàng mới về luôn anh em. Mới nhập đang chuẩn bị trả đơn hàng khách cho chiều nay, cũng hơi khá, tại vì hai ngày nay bị đứt hàng lưỡi cày, bánh thì còn nhiều, nhưng mà hàng lưỡi cày thì đứt. Nên mình mới bổ sung mới nhập về thêm. Số lượng cũng khá khá nha anh em. Kích thước thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0903003223. Mình sẽ tư vấn và báo giá kích thước cho anh em hợp lý. Mến chào anh em. Còn cài với bừa thì mình có clip kế bên nha anh em. Anh em cố gắng liên hệ trực tiếp giúp mình. Rồi, mến chào anh em.